Dành cái lời cảm ơn tới bố mẹ của mình, tới những người thân đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em muốn cảm ơn ban tổ chức và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng em và các thí sinh trong khoảng thời gian vừa qua để cho chúng em được có cơ hội trải nghiệm, học tập và thể hiện bản thân mình. Hôm nay em đã may mắn hơn tất cả mọi người, đó là được đăng quang ngôi vị cao nhất. Bản thân em cảm thấy rất là tự hào, may mắn và vinh dự về điều đó.